một chiếc phono preamply hay còn gọi là phono stang nâng đầu ra của đầu đĩa than của bạn để làm cho nó tương thích với các bộ khuếch đại hiện đại. Nếu chiếc đầu đĩa than hoặc amply của bạn chưa được tích hợp sẵn mạch phono thì việc đầu tư một chiếc phono preamply rời là điều không thể thiếu. Dựa trên những đánh giá 5 sao từ tạp chí danh tiếng What Hi-Fi, chúng tôi xin được giới thiệu đến bạn top 5 chiếc phono preamply mà bạn nên mua ở thời điểm hiện tại để có thể thưởng thức trọn vẹn những bản nhạc yêu thích từ kho đĩa than của mình. Rega Phono MMMK3 là một trong những phono stang tốt nhất hiện có của Rega, cho phép bạn có những trải nghiệm đắt giá. Tuy nhiên nó chỉ hỗ trợ đầu đĩa than sử dụng kim MM. So với người tiền nhiệm, nó được tạo ra một sản phẩm đẹp hơn nhưng vẫn giữ được sự đơn giản vốn có. Âm thanh có giải động lớn hơn và độ rõ ràng cao hơn, làm cho hiệu suất vốn đã tuyệt vời, thậm chí còn tốt hơn. Cambridge Duo MCMM là một chiếc phono preamply đầy tính năng và âm thanh tuyệt vời. Về mặt thẩm mỹ, nó gọn gàng, tinh tế và phong cách. Một núm xoay điều chỉnh âm lượng được trang bị, một bộ lọc cận âm có sẵn để giúp loại bỏ tiếng ầm ầm tần số thấp, đồng thời tự động tắt nguồn sau 20 phút không hoạt động và yêu cầu công suất 0.5W khi ở chế độ chờ, giữ mức tiêu thụ điện năng ở mức tối thiểu hợp lý. Bản trình bày được thực hiện rất tốt, rộng rãi và gắn kết, trong khi âm thanh sống động và đúng thời điểm. Moon 110LV2 là một chiếc phono stang ở phân khúc bình dân, được tạo ra để cải thiện chất lượng trải nghiệm đầu đĩa than, hỗ trợ cả kim MM và MC. Nó có thể tiếp nhận phono tín hiệu từ nhiều dòng kim đĩa than hơn. Nhờ vào việc sử dụng đến 3 mạch chuyển đổi cấu trúc khác nhau ở giai đoạn đầu vào, chiếc phono stang này còn cho phép thiết lập trở kháng một cách linh hoạt ở mức 47 kΩ, 475 ôm, 100 ôm và 10 ôm, đi kèm với mức độ lợi tùy chọn cho đầu tín hiệu, bao gồm 40 dB, 50 dB, 54 dB, 60 dB và 66 dB. Phono Preamply Musical Fidelity LX2LPS là một sản phẩm nổi bật, xứng đáng được mua của thương hiệu Musical Fidelity, nhà sản xuất thiết bị âm thanh cao cấp của Anh. Một chiếc phono preamply phục vụ cho cả kim MM và MC là một điều hiếm có ở mức giá chưa đến 400 đô và chất lượng âm thanh tuyệt vời mà nó mang lại thậm chí còn hiếm hơn. Và phono preamply Musical Fidelity LX2LPS là một sản phẩm như vậy. Nó sở hữu nhiều tính năng, khả năng phân phối âm thanh rộng rãi và đầy đủ với nhiều âm trầm. Nó không phải là tốt nhất ở tầm giá này nhưng chắc chắn sẽ làm rất tốt vai trò của mình khi được lựa chọn. Tiếp tục là một sản phẩm của nhà sản xuất Musical Fidelity, chiếc phono preamply Musical Fidelity MX Vinyl sở hữu nhiều tính năng hào phóng, âm thanh tuyệt vời và mang hơi thở của dòng sản phẩm high-end thực sự. Model này sở hữu kích thước gọn gàng và tương thích với cả kim MM và MC. Nó được đánh giá là một thiết bị rất tiện lợi với các nút điều khiển rất dễ sử dụng. Đặc biệt, chiếc phono stang này có thể mang lại âm thanh trong suốt và chi tiết đến đáng kinh ngạc, dễ dàng đào sâu vào các sợi nhạc cụ cấp độ thấp và kết cấu âm thanh nhanh. Có một tính linh hoạt khiến các đối thủ có vẻ máy móc khi so sánh và không hề nương tay khi trình diễn, một sự cân bằng tuyệt vời giữa thái độ và sự tinh tế.